Nói chung anh em là về miền Tây anh em mới thấy cảnh này. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Nhân Xuân TV nha. Hôm nay em cháu dắt cô chú đi đồng với em xịt chuột nha, theo sự yêu cầu của rất đông đảo 500 anh em nha. Hiện tại vô đi xịt với cha của chú anh chị. Đang gắn cái máy tứ kìa. Máy này cũng mua 250. Chào cả nhà. Chào các bạn nha. Máy là Honda á cha, máy ngựa cha, 2 người gửi hả? 4 ngựa chứ. Có đâu, cái này có để 4 gì? Honda 4 gì? Người giữ hả? Để hầu vô chút xíu em quay cho cô chú anh chị xem chút rồi em đi tứ. Tại không ai quay hết. Chút xíu em tứ mấy cái đường này. Vô đây. Tứ mấy cái đường dây em có văn. Chào cô chú anh chị nha. Hiện tại đây là đi thăm dắt đầu tiên nha. Đi chưa? Một em rồi nè. Con nó hầu sống á, em mới xịt xong rồi lúc bông gỡ vô đây, chín thêm em nữa. Cái này xịt hai cộng có lý. Hai cộng dây luôn. Ếch nó gì cha? Ếch nó gì chứ mặt ếch kìa. Còn nó ngáp ngáp mà hột sống rồi hết. Rồi con thấy rồi. Trang này gớt chứ nè, lụm đây. Mi chị. Nãy em okay, chạy vô mặt, chuột chạy vô kia rồi nha. Chạy vô miếng thiết rồi, giò cha kìa. Có miếng thiết bự đó. Ờ đúng rồi. Chạy miếng thiết. Đây. Giác đầu tiên mà thấy mấy ếch của chú gì. Em vô bốn gữ, vô xịt xong tứ xong là khoảng 6 giờ. Là xịt tới giờ luôn của chú anh chị. Sớm em có phóng xuống dưới đuổi. Chạy lên. Rồi mấy con. Chuột gì nó khôn ghê, nó chạy rồi. Đó. Khôn ghê của chú anh chị. Hết. Hiện tại giờ chắc hết còn nhiều của chú anh chị. Hồi đêm hôm ông làm thấy ghê thiệt. Ông chờ á. Ông làm đúng xong ấy rồi. Ừ. Ông làm ghê lắm nha. Đêm hôm. Không biết chỗ của chú anh chị có không chứ chú em. Ghê thiệt. Mấy xã này chắc tách ra chồng nằm mấy trên đó chứ. Hả? Cái mít này giờ tốt lắm chú chị. Đường dây này văng hai đường luôn, không vô văng hai đường. Con ếch đằng kia nữa kìa. Mình từ xa mà thấy luôn. Dài không của chú anh chị. Thôi đây con đó nè. Ủa con chuột bự dữ vậy. Đằng kia có con đó. Mấy con này đang xả cho lũi của chú chị. Con chuột.
cô chú anh chị xem kênh của em, cho em xin một được like, được chia sẻ rồi đăng ký kênh nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất nhiều nha. Cái này khoảng một tuần xong mới đảo là xịt lại cô chú anh chị. Cô đừng kêu con gì, kêu bưởi dưới cho hết hả? Em mới tới cái đường này chậm nhẹp luôn cô chú anh chị, chậm nhẹp luôn. Lục bình nè, lục bình là bị mắc của chú chị. Đây nè, tôi quêu nè, không biết anh nào kỳ cục quá không biết nữa. Không làm mà rồi có ăn thì chỉ có ăn ăn gì không biết nữa. Đây nè, em tắn chỗ này là dày môi của chú chị, đây nè, kỳ cục không biết nữa. Sao? Bắp này có tràn hết cô chú anh chị, có tràn hết nè. Ồ, hết nữa. Nhái cái bên chứ. Nhái con này là lỡ lỡ ăn con nhái. Dính luôn à? Ồ, con hết bự kìa. Hai con. À? Ông muốn ông cha ông làm cái này đó. Cái này xong để trồng mấy cái mớp. Chút xíu có con chuột kia, con chuột kia là 6 em đuổi á, ở dưới nó chạy lên, chạy lên là nó dính hết nữa. Vô văng cái đường dây là khỏi chạy đâu hết. Nhái một ba cái thằng lan nó bay nhện gì kêu á. Cái này là cha, cái này kêu nè, chuột á. Tiếp tục hả? Tiếp tục. Ừ, quên đem cái sơm theo nữa. Thiệt tình quá dở. Nó chạy dưới nước là dưới lục bình như này nè, sơm cái là chín liền. Sớm em đi dưới này em đuổi nó chạy lên nè. Con chuột này là con chuột bự luôn á cha. Đây nè, chuột, hai chuột dưới hết luôn nè. Chuột đang đuổi nè. Gì sao chạy thoát được? Mới đuổi lên đấy. Cái lục bình. Ủa, gì đây dữ vậy cha? Chuột rồi. Ủa gì? Cái gì cái đục? Ôi, bò hông kìa. Bò hông. Chuột hay quên đem cây sơm theo nó, thất bại. Thôi để chuyến sau đi. Đem cây sơm thôi. Nãy nó ở dưới này, chuột ở dưới này. Sơm đuổi lên nó chạy lên dưới này. Có gió hồ, cô chú chị. Nãy em cũng quên đem mít theo. Tại vì xịt nó ghi nhiều quá nhiều rồi. Tranh thủ một giọt quên. Sớm em đi sửa ba cái lục bình lên nữa. Cái bờ bên đây ít lắm cô chú chị. Em chuột bự kia đây cha, chuột bự nữa kìa. Ấy gì đó phải im con chuột này, chuột già luôn. Chuột này đang ba xã cái gì chưa nói nữa. Mới nãy
nãy giờ nó ăn. Ừ. Và con mấy đó. Con bù địch. Mấy cái xã này kia đồ. Mấy xã ở bên kia con chú chị thì chuột này chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại hoài. Gì đâu á, không phải thứ bảy chủ nhật. Ăn rùa mà đừng. Đó. Đó. Con chú chị nghe có không? Úp úp úp. Hết không luôn á. Con điện điện kìa. Con đêm. Khúc này ưa có chuột của chú chị. Chuột nằm dưới đó. Ừ có lắm. Nhưng còn hết rồi. Đây được em nữa. Còn sớm rồi dần lứ. Đi thăm dưới được con cá gô cho ăn con cá gô phi chưa. Khi mãi gì khè khè đây anh. Chạm nó với điện rớt chứ kìa. Cộng trong á. Đây là chỗ pha con mút. Ờ à, đúng rồi, con nó gắt chứ đó. Điện điện của chú anh chị. Mai vô, sáng vô, em vô buổi sáng là em lụm hết luôn á. Tại chiều nay làm lu bu của chú anh chị. Tại chiều nên làm, cha thì mất đi làm cái cửa sắt cho bà cô. Ừ. Có miếng mút không cho đây, ngỡ như nó miếng mút không. Chuyến đầu tiên của chú anh chị. Cái gà này đưa thùng ra cho. Chuyến đầu tiên mà được đâu cũng bộn quá. Chi mấy á. Chi mấy á. Ghi nữa kìa cha. Mà sớm đi cho đêm đuổi. Chắc không đuổi nữa đâu, mệt lắm, người nên. Chút chạy máy đi, sẽ khỏi khúc quá nha. Đúng không? Thì nghỉ nữa kìa. Ồ, con mùa xích. Bộ hông kỳ cục quá, chứ bay luôn mũi. Rồi, xong giác đầu tiên. Còn giác thứ hai. Cốc này chắc ăn được thôi chú chị. Chắc ăn được quá. Trái cũng bự. Chắc mai vô hái mấy chùm. Đem về ăn. Hái mấy chùm em quay clip ngắn cho cô chú chị các bạn xem nha. Thôi giờ để em kết thúc clip này nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn vào clip tiếp theo nha. Phần 2, còn phần 2 đó nha. Phần 2 là em sẽ đi đi thăm lần thứ hai nữa. Em sẽ đưa lên tới mà nếu mà đăng lên nhiều quá cô chú anh chị và các bạn xem thì nó thời gian vàng bạc của cô chú anh chị á. Xem thời gian nhiều quá thì nó không tốt. Thành ra em để chừng mười mấy phút mà cô chú anh chị. Có gì nó ghi nữa nè. Có gì có. Gì mà e đây. Chút xíu đi đuổi nữa mới được. Đuổi có hai người á. Người vừa người đuổi quay mới được cô chú anh chị. À. Cô chú anh chị và các bạn đợi tập 2 nha. Nhớ đăng ký kênh. Và like và chia sẻ. Và cho các bạn và người thân của cô chú anh chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Bye bye cô chú anh chị nha. Bye bye.